Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video của mình. Hôm nay mình sẽ cùng giới thiệu cho các bạn xem những cái mẫu túi cực kỳ là đẹp. Nói chung mình không phải là hot cho lắm, nhưng mà đợt sau thì mình sẽ đang ngắn kiếm thêm thật là nhiều những cái mẫu túi trên Chanel, Dior, Magicon, Louis Vuitton đẹp hơn nha các bạn. Và các bạn giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái túi này nào. Let's go. Đầu tiên là Chanel Boy da rắn màu hồng tan vàng. Tiếp theo là V Chanel da rắn vàng đồng. Cuối cùng là bộ ba. Tiếp theo là bộ ba LV cực kỳ là hot hit Chanel Boy xanh mini. Magicot tan màu thêm chữ Magicot pha màu tan đen. Vẫn là Magicot thôi ha, không cần phải nói nhiều nhỉ. Bao tử Chanel hồng đen và trắng. Logic Vuitton màu hồng. Christian Dior CD thổ cẩm. Jared NK màu đen. Hobo và cuối cùng là vàng Hobo cực kỳ đỉnh luôn anh.